Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một món ăn rất là đơn giản mà các chị em không thể bỏ qua. Thay vì các bạn la cà ở các quán, và hôm nay thì tôi sẽ làm video này chia sẻ các bạn, đó là làm một món nghêu hấp xả cách đơn giản mà ai làm cũng được hết. Thì ở đây là mình làm cùng để chung vui với gia đình hoặc bạn bè. Thì đầu tiên các bạn mua nghêu về và rửa cho thật sạch, vì trong những con nghêu này nó chứa một lượng cát tương đối lớn, và các bạn phải ngâm nó trong nước thì tầm có khoảng 15-20 phút để cho nghêu nó nhả cát ra. Thì đây là những con nghêu mà mình đã mua về. Và dùng những trái ớt. Thì trên tay mình đã cầm một chùm ớt như vậy, và các bạn lấy ra và một ít để thử nó, làm cho con nghêu này nó nhả cát ra cho nó thật sạch. Thì các bạn sẽ dùng những cách là lấy cây kéo hoặc dao, các bạn xắt nhỏ những trái ớt này ra. Các bạn xắt càng nhiều thì càng tốt, vì nghêu bỏ vào trong nước trộn với ớt nó sẽ cay, làm cho nghêu này nó sẽ nhả cát ra rất là nhanh. Đây là những trái ớt mà nó cay nhất á, nó hiểm á các bạn. Thì đây, tôi cắt những trái ớt đó ra xong, và sau đó tôi sẽ xả nước để cho nó vừa đủ để cho nghêu có thể nhả ra những hạt cát. Thì cái bước này tôi sẽ ngâm nó tầm khoảng 15-20 phút để cho nó nhả cát ra. Sau đó tôi sẽ bỏ vào trong nồi. Thì để niêm gia vị này, tôi sẽ dùng trái ớt và tôi cắt nhỏ nó ra. Tùy theo các bạn muốn ăn cay thì bỏ ớt nhiều, các bạn không muốn ăn cay thì các bạn bỏ ớt cho ít một chút. Và sau đó các bạn sẽ đập những cái lát xả này ra, để cho khi mà chúng ta hấp thì xả nó sẽ ngấm vào trong nước và nó sẽ tan ra. Nó tạo nên cái hương vị của xả và nghêu, có mùi thơm đặc biệt của món này. Đây là cái cách để buộc xả, và chúng ta sẽ xoay tròn nó và ta sẽ xỏ vào bên trong cái mép xả đó. cái cách buộc xả đó là như vậy, đơn giản, không cần phải can thiệp vào những sợi dây nào cả. Và ta sẽ nhấn nó xuống dưới để nó như vậy. Và tôi sẽ thêm vào một ít hạt cano và sau đó tôi sẽ bật lửa lên. Thì lửa ta bật lên cho nó vừa đủ. Và tiếp theo đó là tôi sẽ đậy nắp nó lại để cho những con nghêu này nó chín đều. Và tôi sẽ đậy nắp nó lại. Giờ tôi đã làm xong, và thì tôi đã làm xong tầm khoảng 15 phút tôi đã được cái nồi nghêu như thế này, thì rất là hấp dẫn phải không các bạn? Thì đây là một cách làm một món nghêu hấp xả đơn giản và dễ làm, ai làm cũng được cả. Thì bài hôm nay mình làm chia sẻ đến các bạn. Thì nếu như các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy đăng ký và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và hãy đăng ký kênh của mình. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.